Rồi lâu quá không có nhắc lại ba cái vấn đề pin bọng mà chế độ bảo hành ha. Thì hôm nay sẵn có một cái trường hợp cũng lạ lạ. Quay lên làm việc lại với anh em. Thứ nhất, thứ hai nữa cho xin nghỉ tu 5 phút nha, cho chửi cái này cái. Anh em nào cảm thấy video mà không hợp lý thì mình có thể lướt qua. Chứ bức xúc quá anh em. Nhiều cái trường hợp bức xúc quá. Một cái trường hợp khách hàng ngoài Bình Định ha, mua cái hóa đơn của mình là mua 1 năm 3 tháng về trước, ngày giờ còn ghi đủ hết 1 năm 3 tháng ngày trước. Thì cái người khách này người ta mua thì chế độ bảo hành thì vẫn là 6 tháng mới, bảo đảm mới 100% cho khách hàng, bảo hành 6 tháng. Nhưng mà khi ổng kêu là nói cho ông chứ không, cũng không đúng, thằng này nó cũng nhỏ 40-42 gì thôi, nó kêu nó không xài, nó đem đi 1 năm mấy, đem qua Singapore, Philippines, Mã Lai gì đó, nó không xài, nó mới lắp vô xài thì nó chạy không được, nó mới bung cục pin ra, nó gọi điện, nó chửi trước nha anh em. Cái này là thật sự là xin lỗi, là nó là nghỉ tu 5 phút là vậy, nó chửi đủ má đủ mẹ, buôn bán thất đức gì đó. Thì ngày hôm nay nếu mà anh trai có coi được thì coi ha. Sao cảm thấy anh em nào cảm thấy không an tâm đó, tất cả là sao mới hết à, bảo đảm mới 100% là như vậy. Cảm thấy mà không an tâm thì khi bàn giao cục như vậy, anh em cứ rọc ra kiểm tra. Đây, cục dày cứ mở ra kiểm tra. Đó, mình mở sẵn luôn vậy để cho anh em dễ kiểm tra, dễ quản lý. Còn anh em mà chưa cảm thấy an tâm nữa, mở ra luôn kiểm tra coi đi sao cũ sao mới. Sao cũ sao mới nó cũng đơn giản lắm. Những cái sao mà đã sử dụng rồi thì những cái điểm này nó sẽ có những cái điểm cái mối hàn ha. Và khi cái mối hàn này muốn đóng lại thì bắt buộc phải lấy máy mài cái đuôi này cho nó bằng lại, xong mới ịnh máy nó mới ăn. Đây là những sao cũ đây. Bán lại cho những anh em làm nghề máy khoan, máy khuyết gì đó. Là vậy. Đây. Và đặc điểm những cái dòng sale, cho dù có sale mới 100% thì nguyên tắc phải có nguồn nuôi nó trong 6 tháng. Bắt buộc nhà sản xuất đưa ra là như vậy. Chứ ngàn những cái cục này mấy anh mấy chị cứ để gì hoài mà kêu nuôi cái gì, 6 tháng sau là bắt đầu tuột áp hết. Như những trường hợp này tuột áp hết là dục hết. Mà nó để 1 năm 3 tháng nó đem ra nó xài, nó tuột áp hoàn toàn, không có điện nuôi nó. Nó phải đi qua cái dàn mạch này phải nuôi dàn mạch này không? Mà 1 năm của người ta 6 tháng, nguyên tắc 6 tháng, nó để 1 năm 3 tháng nó xài không còn miếng điện nữa hết, nó quay qua nó chửi. À thấy lạ không? Bởi vậy tôi xin phép tôi tu 5 phút, tôi chửi thằng khốn nạn nó là vậy đó. Nó chửi tôi không còn cái gì hết anh em. Bắt buộc tôi chửi lại nó rồi chứ đâu có hiền. Đúng không? Còn anh em nào cảm thấy không an tâm thì cứ mở ra, cho mở ra kiểm tra thoải mái. Mới chầm chầm. Ừ. Sướng không? À, lính tráng giờ này được ăn á. Đó, học anh em muốn cái gì kiểm tra cái gì tôi tiếp xúc tiếp với mấy anh này hết mấy cái đó. Còn những anh em nào làm nghề trong kinh của tôi 11 gần 12 ngàn người đúng không? Thì coi những anh em, rất nhiều anh em thợ thầy trong đây. Coi tôi nói có đúng hay không? Những cái sale nào mà mình để cho nó nằm riêng rẽ như vậy một mình đó nè. Nó có thể cầm cự nè. 8 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nhưng mà một khi các anh chị đóng qua một cái dàn mạch để cho nó sạc xả 7S rồi, 8S hay 3S gì đó. Nó phải nuôi cái dàn mạch có thời hạn thôi, chứ anh chị em cứ đòi để nó không có cho nó miếng điện nào hết, kêu bắt cái xài 5 năm mấy sao nó xài. Nó hư hết. Hư hết rồi, khi xong không sử dụng rồi quay qua được chửi. Và nghe cái người thợ nào á, anh em thợ nào cũng ác với tôi lắm. À, tư vấn thì tư vấn cho nó hết ý. Cục pin hỏi khách hàng mua lâu chưa, sử dụng được bao nhiêu lần. Và mở ra kiểm tra giống như nãy giờ tôi nói rồi, kiểm tra sale giùm tôi cái. Anh chưa gì hết mà anh phán vô cái người khách là sale này sale cũ rồi sale tái chế rồi tùm lum la, làm bằng khách nó không có nghề, nó không có kinh nghiệm. Bắt đầu nó nhảy vô, nó chưa biết mất tiền là nhảy vô nó chửi. Nhưng mà chửi nó không có nắm được cái gì hết. Pin người ta 6 tháng thôi, người ta phải có điện nuôi nó, còn này 1 năm 3 tháng mà rồi có điện đâu mà nuôi. Quay qua chửi. Đó thì nói lại lần nữa là cảm thấy anh em nào an tâm
thì lướt qua, còn không an tâm cứ mở cục pin ra kiểm tra. À, bảo hành 6 tháng cho pin. Đây là những cái xe điện, xe điếc vậy anh em cứ liên hệ ha. Bây giờ bước qua những cái dòng xe pin kinh khủng lắm. Những cái xe điện đời cao thì anh em vẫn liên hệ luôn ha. Từ mấy cái dòng VinFast, VinFit gì đó làm láng hết. Và khi đi vô sâu về vấn đề những khối như vậy thì cứ liên hệ để mình đưa số điện thoại của anh em chủ ở đây, kinh nghiệm nghề cứng hơn đây, đó là ông này cho ông tư vấn. Chứ riêng về mình là mình kỹ thuật thì mình yếu hơn nhiều so với anh em này lắm. Thật ra cần đi vô sâu vấn đề động cơ, vấn đề sạc xả, vấn đề dung lượng pin gì đó thì liên hệ ha. Muốn mới có mới, muốn cũ có cũ. Đó, như một loạt này là anh em thấy khi mà nó nằm trong khối nè, nó nuôi cái dàn mạch nè, anh em thấy lúc nào nó cũng nháy nháy điện nè, đúng không? Lúc nào điện nó cũng xả ra, mà cục này gần 3-4 tháng rồi nè, là nó rút sạch, vài bữa nó rút sạch là những cái viên xeo này chết sạch hết. Đây, bắt buộc phải kích sạc lại nó. Đây, và chưa chắc sạc nó sẽ sống đâu nha. Những cái khối mà đang còn nằm nguyên trên đây tháo xuống còn điện thì còn sử dụng được. Khi mà nó cạn quá rồi, nó rút cạn quá rồi là dục. Những cái thứ kích lại được, xài được, còn được. Bây giờ anh em cứ từ từ. Nếu tôi làm sai tôi chịu trách nhiệm với anh em. Còn anh em cứ từ từ, và khi cái gì cũng vậy cũng từ từ hỏi, phân tích cho anh em cùng hiểu nhau hiểu. Chứ không phải nhảy vô chửi cha mắng mẹ người ta. À, mấy anh chửi cha mắng mẹ tôi thì tôi cũng không có dễ đâu, mà tôi ngồi im tôi cho mấy anh chửi. Đó là cái nguyên tắc thôi, cũng từ từ giải quyết nếu tôi sai. Đoạn này tôi vẫn im lặng cho mấy anh giải thích. Nhưng mà mấy anh không giải thích gì hết, mấy anh chỉ nói là mấy anh chửi thôi. Mấy anh thử nghĩ tôi có hiền để tôi anh cho mấy anh chửi không, khi tôi đúng. Đúng không? Tôi đúng là khi tôi mở cục pin ra một năm mấy tháng không xài. Báo tôi là pin cũ đã qua sử dụng là tôi nóng lên rồi đó. Mình nói chuyện là mình phải nguyên tắc, phải đúng catalo, đúng. Xe mới nhìn dễ biết lắm, và xe cũ đã qua sử dụng rồi nhìn cũng dễ biết lắm. Bắt buộc những cái này phải mài lại nè, mài bằng máy cho nó bằng đích lại, nó mới dậm kẽm, nó mới ăn. Đó là vậy. Còn trong trường hợp mà xe mới, cũng có trường hợp xe mới mà nó chết vẫn có anh em. Chứ không phải không có, mình đang xài mới khoảng tầm tuần lễ 10 bữa nó chết là vẫn có, chứ không phải không có. À, chưa sử dụng. Cái gì cũng vậy, đồ điện tử là phải có lỗi. Nhưng mà tỷ lệ lỗi của nó thấp hay là cao. Nó là vậy. Chừng 2-3 viên này nó chết là nó kéo nguyên sập nguyên cái dàn, nguyên một khối xuống. Đây là mới nè. À, chẳng hạn như 3 viên mà nó chết, kéo sập nguyên một dãy, dãy nó sập nguyên khối. Còn không nữa trường hợp là mà xả này hư. Vậy thôi, đâu có gì trong đây đâu. Phải hiểu xíu đi. Rồi vậy nha anh em.